chào quý vị và các bạn. Chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tin nóng nhất thế giới hiện nay. Mỹ và Trung Quốc dùng vấn đề an ninh quốc gia đấu nhau quyết liệt ngày 19 tháng 12 năm 2020. Trung Quốc đã ban hành biện pháp ra soát an ninh đối với đầu tư nước ngoài đáp trả việc một ngày trước đó. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký đạo luật trách nhiệm giải trình công ty nước ngoài đa chiều dưới thời Joe Biden, Đài Loan và Biển Đông sẽ là những điểm nóng trong quan hệ Mỹ Trung. Mỹ chỉ trích PLA tự ý bỏ không tham dự hội nghị trực tuyến MMCA. Trung Quốc nói trách nhiệm do Mỹ bị nghi trúng Mỹ nhân kế điệp viên Trung Quốc. Hại nghị sĩ Mỹ bị yêu cầu rút khỏi ủy ban tuyên báo. Biện pháp ra soát an ninh đối với đầu tư nước ngoài do Bộ Thương mại và Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia. Trung Quốc NDRC đưa ra hôm thứ Bảy 19 tháng 12 vừa qua sẽ tiến hành thẩm tra ra soát an ninh đối với các quản đầu tư vào ngành công nghiệp quân sự các cơ sở hỗ trợ của ngành công nghiệp quân sự và các lĩnh vực khác liên quan đến an ninh quốc phòng cũng như đầu tư vào các cơ sở quân sự và cơ sở quân sự khu vực xung quanh ngoài ra các trường hợp đầu tư nước ngoài liên quan đến các sản phẩm nông nghiệp quan trọng cơ sở hạ tầng, năng lượng và tài nguyên, giao thông vận tải, dịch vụ tài chính, công nghệ thông tin, công nghệ then chốt, các dự án trong các lĩnh vực quan trọng khác liên quan đến an ninh quốc gia và công ty đầu tư có quyền kiểm soát thực tế đối với doanh nghiệp đều phải được ra soát an ninh. Quy định về các biện pháp ra soát an ninh này sẽ được chính thức hiện thực hiện sau 30 ngày kể từ ngày công bố. Chỉ một ngày trước khi Trung Quốc công bố các biện pháp ra soát an ninh đối với đầu tư nước ngoài, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành đạo luật trách nhiệm giải trình của công ty nước ngoài. Đạo luật này sẽ ngăn một công số công ty Trung Quốc niêm yết trên các sàn giao dịch của Mỹ trừ khi họ tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn kiểm toán của Mỹ. Dự luật quy định rằng nếu các công ty nước ngoài không vượt qua được cuộc kiểm toán của ủy ban giám sát kiểm toán công ty niêm yết Mỹ, niêm yết Mỹ PCAOB trong 3 năm liên tiếp. Theo đạo luật về trách nhiệm giải trình của các công ty nước ngoài, chứng khoán của các công ty nước ngoài này sẽ bị cấm niêm yết trên trên bất kỳ sàn giao dịch nào tại Mỹ. Đạo luật về trách nhiệm giải trình của công ty nước ngoài được coi là nhắm mục tiêu rõ ràng vào các công ty Trung Quốc niêm yết tại Mỹ, chẳng hạn như Alibaba Group, Pinduoduo và PetroChina. Dự luật này sẽ khiến các công ty cổ phần Trung Quốc niêm yết tại Mỹ đối mặt với nguy cơ bị hủy niêm yết do không cho phép các cơ quan quản lý của Mỹ xem xét về tài liệu kiểm toán tài chính của họ. Chính quyền Trung Quốc từ lâu đã lấy lý do lo ngại về an ninh quốc gia như một cái cớ để ngăn cản các cơ quan quản lý ở nước ngoài thẩm tra các văn phòng kế, kế toán ở địa phương đạo luật về trách nhiệm giải trình của các công ty nước ngoài đã nhận được sự ủng hộ hoàn toàn từ cả hai viện của Quốc hội Mỹ sau khi Tổng thống Trung ký thành luật hôm thứ Sáu vừa rồi. Trung Quốc ngay lập tức ban hành các biện pháp ra soát an ninh đầu tư nước ngoài vào ngày sau. Đây được coi là đòn phản công nhanh chóng đối với đạo luật về trách nhiệm giải trình công ty nước ngoài của Mỹ. Về các biện pháp ra soát an ninh đầu tư nước ngoài, mà Trung Quốc đưa ra hôm thứ bảy ngày 19 tháng 12 vừa qua. Hãng thông tấn chính tức Trung Quốc China News Service CNS cho biết trong một bản tin cùng ngày rằng vào lúc các rủi ro bên ngoài gia tăng đáng kể, việc xây dựng biện pháp này đã đưa ra ba, ba tín hiệu thứ nhất, trong tương lai sự mở cửa của Trung Quốc với thế giới bên ngoài sẽ quan tâm nhiều hơn đến việc phòng ngừa và kiểm soát rủi ro. Thứ hai, việc mở cửa của Trung Quốc sẽ tiến lên một mức độ cao hơn, sẽ không đình trệ, càng không thoái trào. Bài báo cho biết, theo các quy định mới, việc ra soát an ninh sẽ tuân theo các nguyên tắc cần thiết và hợp lý, đặt ra các thủ tục và thời hạn ra soát, tiến hành ra soát theo thứ bậc tịnh tiến, sẽ ra soát chính xác đầu tư nước ngoài có ảnh hưởng hoặc có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia trong quá trình thực hiện tránh coi nhẹ đánh giá an ninh. Thứ ba, trong tương lai, Trung Quốc sẽ coi trọng hơn đến việc sử dụng các hệ thống và quy tắc được quốc tế chấp nhận để bảo vệ quyền lợi. Bài báo của CNS cũng đề cập việc Mỹ đã ban hành hiện đại hóa ra ra soát rủi ro đầu tư nước ngoài EU có quy định không về đầu tư trực tiếp nước ngoài. Australia có luật cải cách đầu tư nước ngoài và Vương quốc Anh đang xây dựng luật đầu tư vào an ninh quốc tế. Bài báo nói rằng các biện pháp ra soát an ninh đầu tư nước ngoài hiện tại của Trung Quốc chính là để đáp ứng xu thế này. Tuy nhiên, mặc dù luật cải cách đầu tư nước ngoài của Australia áp dụng cho tất cả các nhà đầu tư nước ngoài, nhưng dự kiến Trung Quốc sẽ phải chịu sự giám sát chặt chẽ hơn. Một phần vì công ty công nghệ Trung Quốc Huawei đã bị Australia loại khỏi mạng 5G. Nước này vào năm 2018 do các vấn đề an ninh quốc gia. Phó giáo sư Lưu Nhất Chiến và giáo sư Trương Hải Yến của Học viện Tài chính Tài chính Chiết Giang, Trung Quốc đã viết trong một bài báo xuất bản vào tháng 10 năm ngoái rằng trong năm 2018, ít nhất 82% các dự án thu mua sáp nhập của Trung Quốc tại EU có giá trị giao dịch hơn 1 triệu euro bị xếp thuộc vào một trong ba loại ngành công nghiệp nhạy cảm phải xem xét FDI theo quy định trong quy định khung về đầu tư trực tiếp nước ngoài của EU bài báo cho rằng rõ ràng hoạt động đầu tư của các công ty Trung Quốc vào EU sẽ phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ và sâu rộng hơn. Ngoài ra, Trung Quốc cũng đã phản ứng mạnh mẽ trước quyết định của Bộ Thương mại Mỹ ngày 18 tháng 12, thông báo 59 công ty Trung Quốc đã được bị đưa vào Entity List kiểm soát xuất khẩu Trang phép Bộ Thương mại Trung Quốc chiều 19 tháng 12 đăng ý kiến của người phát ngôn bộ này tuyên bố rằng Mỹ một lần nữa sử dụng sức mạnh quốc gia để chấn áp các công ty Trung Quốc. Trung Quốc kiên quyết phản đối việc này và sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết. Kiên quyết bảo vệ các quyền quyền lợi ích hợp pháp của các công ty Trung Quốc. Mỹ lấy cớ an ninh quốc gia, liên tục làm dụng kiểm soát xuất khẩu, và các biện pháp khác để liên tục trấn áp các công ty của trung quốc tổ chức và cá nhân ở các quốc gia khác gây thiệt hại nghiêm trọng cho trật tự kinh tế và thương mại quốc tế cũng như các quy tắc thương mại tự do đồng thời gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh của chuỗi cung ứng chuỗi công nghiệp toàn cầu điều này không lợi cho trung quốc không lợi cho mỹ và không lợi cho toàn thế giới chúng tôi một lần nữa kêu gọi mỹ chấm dứt chủ nghĩa đơn phương và thói bắt nạt đối xử công bằng với các công ty từ tất cả các quốc gia trong đó có các có các công ty Trung Quốc làm nhiều hơn nữa những việc có lợi cho hợp tác kinh tế và thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ thúc đẩy sự phục hồi và phát triển của kinh tế toàn cầu Mỹ chỉ trích PLA tự ý bỏ không tham dự hội nghị trực tuyến MMCA Trung Quốc nói trách nhiệm do Mỹ Ngày 17 tháng 12 vừa qua, quân đội Mỹ thông báo trên Twitter rằng quân đội Trung Quốc PLA đã tự ý vắng mặt tại một hội nghị trực tuyến hai bên được tổ chức trong tuần này theo kế hoạch. Tướng Philip Davidson, chỉ huy Bộ trưởng Ấn Độ Thái Bình Dương của Mỹ, gọi đây là một ví dụ khác về việc Trung Quốc không tuân thủ thỏa thuận chính họ phía Trung Quốc đã lên tiếng bác bỏ sự chỉ trích này. Theo chương trình đa chiều Cục sự vụ công của Bộ Tư lãnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ ngày 17 tháng 12 đã đưa ra một bản Twitter trên tài khoản Twitter chính thức tuyên bố rằng Trung Quốc nên tham gia hội nghị cấp cao về cơ chế tham vấn an ninh quân sự trên biển Military Maritime Mar Consulative Agreement MMCA Mỹ-Trung họp trực tuyến từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 12. Mục đích của hội nghị là tăng cường an ninh quân sự trên biển và cải thiện an toàn cho các hoạt động trên biển và trên không nhằm giảm thiếu rủi ro giữa hai quân đội. Hội nghị này là một hoạt động giao lưu đã được hai bên thống nhất trong kế hoạch trao đổi quốc phòng Trung Quốc Hoa Kỳ năm 2020. Cục sự vụ công công cộng của Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương Thái Bình Dương Mỹ cho biết phía Mỹ kể từ năm 1998 đã đơn kỳ từ chức các cuộc đối thoại cấp cao về cơ chế thẩm vấn an ninh quân sự trên biển Mỹ Trung với PLA. Cuộc đối thoại năm 2020 được đổi thành tổ đổ chức với hình thực trục tuyến do bùng phát dịch COVID-19, nhưng phía PLA đã không tham gia. Tướng Davidson nói việc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ chối tham gia MMCA là một ví dụ khác cho thấy Trung Quốc không tôn trọng các thỏa thuận của mình. Và điều này sẽ là một lời nhắc nhở đối với tất cả các quốc gia khi họ theo đuổi các thỏa thuận với Trung Quốc trong tương lai. Ông Davidson nói quân đội Mỹ vẫn cam kết thực hiện MMCA và kêu gọi PLA triệu tập đối thoại MMCA theo phương thức phù hợp với hiến trường và lấy đó là mục đích của đối thoại về an ninh hoạt động mục đích của mmca là xem xét các sự cố quân sự không an toàn đã xảy ra giữa các lực lượng m mỹ và pla đánh giá các quy tắc ứng xử giữa mỹ và trung quốc về an toàn trên công và trên biển và thảo luận về các cách tiếp cận hoạt động nhằm cải thiện an toàn hoạt động trên biển và trên công giữa hai quân đội phù hợp với luật quốc tế Ông Davidson nói, Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ tiếp tục tìm kiếm một mối quan hệ mang tính xây dựng, ổn định và hướng tới kết quả với PLA và sẽ giải quyết các mối quan tâm của PLA tại diễn đàn thế hợp. Các ưu tiên của chúng tôi là ngăn ngừa và quản lý khủng hoảng, giảm thiểu rủi ro cho các lực lượng hoạt động gần nhau và hợp tác khi lợi ích phù hợp. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe.